toplinkatm.com, bán hàng Boxy Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com. Ngày quá chị ơi. Alo chị ơi. Ủa? Chị ơi. Gà quá à, ai cắt cốc 6 đồ. Cốc 6. Thôi thôi, chị chịu quá. Đừng ghẹo chị. Em đâu có ghẹo đâu, em hâm mộ, em nói thiệt mà. Thôi, hai má ơi, sẵn sàng đi. Sẵn đi. Trận này xong là chị phải đi ngủ á. Chị sợ lồn á, trận này xong chị đi nói chuyện với người yêu. Ủa, không có được nói như vậy. Thấy không, em, thôi, em nghe mọi người. Trong đầu lòng bàn tay của em á, chị hiểu không? Thôi, hai má, sẵn sàng đi. Ủa, chị chưa sẵn sàng nữa hả? Đúng rồi, chị nãy giờ mà cãi nhau với chị Khánh Hoàng không đó, sẵn sàng gì. Follow mọi người nhé, mọi người nhảy đâu mọi người. Ai nhảy giọng là... của giọng của Bích Ngọc nghe giống giọng của bóng. Tao nói nữa. Mà ai cũng nói vậy. Em không biết tại sao ai mọi cũng người nói vậy. Của em là giống bóng nha. Bóng gì? Bóng mà bóng đó gì? Em thấy giọng em muốn chết. Bóng. Ông bạn bè lên ăn cơm dạng cơm bạc nhà bóng ta. Bóng mồ của Windy. Mai Trường. Đó bóng, nghe bóng cái là giọng là tên hay là nghĩa đen vậy? Là tên Nam Phương ấy. Mình đẹp ha, hoàng hậu Nam đẹp. Phương á, biết không? Biết hoàng hậu Nam Phương không? Mình không có biết rồi. Vậy là nè, bạn này già rồi đó, bạn này không biết. Yeah, đúng rồi. Lên YouTube và search bồ của bạn đi là ai là nó sẽ hiện bạn... ra. Sẽ đâu? Vậy đâu? Nhảy bút ca đi cho AK cấp 6 bắn trên máu. Wow, được nhờ. Được thật sự nha. AK tao mệt quá. Tiền lắm mệt mỏi. Linh Dubai. Ủa, được chú Linh Dubai bao nhiêu tuổi rồi? À, mình... Chết mẹ lỗi mình rồi. Mình sinh năm 2000. Chú của mẹ mày. Là đang đi làm hay đang tiêm? Trời, sao nhờ? Nghe giọng mình ra cơm rồi gọi chú vậy? Đang đi cua gái. Mình xin lỗi. Thế là tóm lại là giọng mình có già hay là như nào? Giọng mày này nghe sao nhờ? Nghe hơi già. Hơi già á? Nghe hơi già. Thế thì toàn rồi. Mình đứng một chút mình à. Uầy, thôi mình xin lỗi mình đuổi. Hai tim, ba tim gì đó. Cứ không có tim nào vào đây rồi. Nó nhà ba tầng ngoài hết rồi. Cượm giáp vô chị. Chị không có một chị, em có cái giáp em chừa cho chị kìa. Chị mấy chán chị thiệt chứ. Rồi. Chị ngu thiệt sự. Chán chị. Ba kho. Bên ngoài. Lấy cái súng coi Quyền Giang. Qua đây. Đụng á. Bà này. Mà ở đây thấy rồi. Enemies ahead. Ba kho nữa nha. Được, vừa lờ bạn ơi. Chị ơi, AK nè chị. Chị ơi, chị từng ra đó lúc đó. Chị cãi gan á, chị cãi gan á, chị cãi gan á. Ê, thấy rồi mà. Mà nghèo vậy. Nè, cái nhà trước mặt có người nha. Đông lắm chị. Đông lắm. Nốt một ở bên ba kho này. Hay. Ơ. Ngoài hàng rào chắc kiểu. Chị Trang, bên đó có người đúng không đó, bên. Bên đây có người, chị không đó mà. Thế mình giết bọn này trước đi. Không nói để tôi qua đây. Trời ơi. Thôi. Đi theo bước chân chị Trang. Cái lùm ma nó bắn chết mẹ luôn. Nó ở mô. Nó ở mô. Cho chị nghe.
ở đấy, dưới thấy không? Nó ở trên, à, nó ở bên kia kìa. Nó bên kia. Nó chạy qua bên kia rồi. Hình như nó bắn bạc khói. Ngay trên, ngay trên. Hai bạn ơi, ghê vậy bạn. Chết rồi, tôi đi với mọi người mà tôi bị nó bắn bên cành luôn rồi, bên cành té bẻ rồi. Ui, ui. Giờ sao đây? Chị ơi, tìm cách mà nói. Nó đứng bên cành, không có giáp. Nó không có giáp. Tâm bành té bẻ rồi. Lốc 2 này. Hay quá bạn ơi. Lốc 2, lốc 2. Lốc 3 rồi. Hai bạn ơi, tuyệt vời, đồng đội tôi. Không được gì ngoài tay to. Clear, clear. Hay. Ôi, hay nhở. Có bọn ba kho nó sang ấy. Chị Loan ơi, Loan ơi, qua đây lấy máu nước nè. Bên này nhiều lắm. AK ơi, chị ơi. Qua đây chị ơi. Ui, ui. Hai chị. Mọi người có phớt không? Cho mình một cái nữa không? Đây, 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 mình, nhiều lắm. Mình có nè. Đâu? Cộng số mấy vậy? Đây, 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 trên đây có. Ôi, những người đồng đội của tôi. Cái sập đồ không mày? Những người đồng đội của tôi. Thank you. Ôi, những người đồng đội của tôi. Những người đồng đội của tôi. Đây nhiều đồ lắm chị lên đây chị. Hả? Nhỉ? Cho liếm ké đồ với. Cho liếm ké. Bên phải tàu bưu điện ở dưới mấy cái mã, cái gạch mã có đó. Ở trên. Đây nè chị. Đây nè. Alo. Alo. Ừ, bấm hết cái mã luôn, CK gì gì hay là cái gì gì đó, bấm hết. Bấm hết cái mã đó xong search trên. Cẩn thận bọn ba kho nó sang rồi nha. Không. Biết ngay. Ôi ơi, trời ơi. Đến rồi đồng đội. Chết mẹ rồi, không có máu rồi, không có máu luôn, chết cục luôn. Lốc 1 này. Hay quá bạn ơi. Ôi, những người đồng đội của tôi. Ghê. Hay thở ơi. Không, em về. Chị, nó ở gần rồi nhá. Chị Loan xuống đây em đưa máu. Chị xuống đây. Có một thằng ở gần đây luôn đấy. I got supplies. Trên cảm ơn. Trên nhà cũng có nha. Ôi, ôi những người đồng đội của tôi. Đứa nào mới nhảy xuống hả? Tao mới nghe cái ừ luôn. Đứa nào mới nhảy xuống hả? Em không có nhảy. Chị cũng không có nhảy. Nó ở ngay chỗ cái thằng đá này. Cái gì á, không hiểu. Nốc tiếp này. Nó ở ngoài, nó ở ngoài, nó ở ngoài. Ok rồi, clear, clear. Xong, xong, xong. Hay quá em ơi, những người đồng đội của tôi. Ôi, những người đồng đội của tôi. Bót hay người vậy? Hoang mang thật sự. Hoang mang thật sự. Với những người đồng đội của tôi. Yeah yeah yeah, clear, clear đó. Cho chanh không miếng máu đi Trang. Em làm gì có máu, em chỉ có bằng đẹp thôi nè. Em chỉ có bằng đức thôi nè chị. Mình cho máu nè. Mình cho một cái phớt này, ai cả ai thiếu này, ra cho mình lấy này. Mình thiếu phớt, mình chỉ có bằng đất thôi chứ mình không có cái quần què gì trong người. Đây đó. Đây đây đây. Ai can subscribe. Tên tên tên. Tên tên. Ghê thiệt chứ, 500 anh em. Giết luôn. Tay to lắm mà chị. Có số 2 gánh rồi. Số 2 chị nhức đầu quá. Số 2 là cực tả siêu nặng luôn. Số 2 bắn siêu đỉnh luôn. Đấy. Bật. Thôi bớt đi. Đừng bắn nó nữa. Rô hóc 16 kill. Ôi ôi, ai đồ em. Bắn 16 kill sợ thật. Rô hóc 16 kill. Thôi đừng có chọc ghẹo người ta nữa. Ai nè. Chọc ghẹo đâu. Người ta thì cứ bị mà. Người ta lại cứ bị thích à đúng không? Cứ bị thích, người ta cứ bị khoái, mọi mê lắm. Ôi, thánh. Nhường cho người, lương cho người. Team khác loot á. Mọi người ăn đi, mình trông cho. Có ai đúp kêu mình nha, có ai đúp kêu mình nha. Vâng. Để mình cầm làm màu. Ai đúp em kêu. Lại là màu tiếp. Cầm làm. Chị, ai đúp loot, qua đây. Được,
Được, hợp lý bạn ơi. Để mình chị đi làm màu cái nó phải khác. Để chị ra chị đi làm màu cái coi. A đúp làm màu. Cái con này nháp. Là chúng ta đi không có A đúp vào xong á. Đi đâu tiếp sao đây? Ừ, chị số 2 đi đâu chị số 2? Chị đi đâu? Chị đi vô nhà. Chị đi vô nhà. Sao lại vô mình chị đi. Sao lại vô nhà làm chi? Nhờ đi đâu mọi người? Nhỏ nào mới đấm đào ở đĩ này. Em lỡ thay, em lỡ no. Thay. Ủa chị tưởng là Khánh Lon dạ. Lỗi chị. Chị xin lỗi em. Chị chửi em luôn. Ôi người kìa. Còn một thằng nằm. Ôi, sao nó lại nằm ta? Boss không mẹ, boss không mẹ. Cái gì vậy? Wow. Từ để mình bắn ra wow. Mình viên đạn mình chưa tới thì mấy bạn đã bắn rồi. Đạn mình còn chưa tới à? Em ôi có thính nhỉ? Mình chưa tới mấy bạn đã nóc rồi. Có thính nhỉ bốt? À ở Painan kìa mọi người. Đi lấy không? Lấy. Đi. Đạn mình còn chưa tới thì mọi người đã bắn rồi. Lấy luôn này. Em không có kia nào luôn nè. Mô, let go. Em chứ. Cái gì mung? Là đi đó à. Di chuyển. Đúng rồi. À. Mà. À mô. Di chuyển là các đồng chí ơi. Ngu quá. Mình tưởng mù lộ. Ấy, bậy rồi. Mù, em tưởng là tiếng của con mò kêu. Ôi trời má. Lại tưởng mù gì đấy, chết rồi. Toang thật. Tại chơi với chị số 2, với chị số 2 chỉ vậy á. Ui, chính ra là chị số 2 là kiểu chỉ các em bao nhiêu thứ bổ ích ấy nhỉ. Đúng rồi, chị số 2 chỉ tầm nhiều hơn á. Bị mở cửa rồi. Nó nốt tịch xuống nó bắn thính đấy. Chị mệt. Chị mệt hả? Chị đi đâu? Chị yêu nhiều quá chị mệt. Có người khu nhà này. Chị yêu nhiều quá chị mệt hả? Số 2 bảo tao nghe mà tao tức á. Có người. Nó ghẹo mình biết không nha. Sao chị không nhường em? Chị bắn mày á. Trời má ơi, đây là kill đầu tiên của chị. Ô, em người thật kìa, hả? Mà Việt Nam kìa. Nữa, chị lại bắn của em nữa. Chị làm gì đâu. Chị mua rồi con... Cái con bé bẩn tính này. Cái con bé bẩn tính này. Bẩn tính này. Đau khổ quá mà. Cái con bé bẩn tính này. Bẩn gì, bẩn bứng là bẩn gì. Cái con bé bẩn tính. Sao lại có một thằng ở đây nhỉ? Đúng rồi, sao lại có một mình nó ngồi đây ta. Thằng này chắc đi check map đi mà. Đi check map giống đi chị á. Đi check map thì ít nhất cũng phải có đồng đội nó đi theo chứ. Nhưng mà nó check giống chị làm sao mà có đồng đội nó đi em. I see xin. Ui. Mày si, tao cho mày si. Chết chị si. Em. Ủa chị nói chị si chứ gì có bảo. Nó ở đâu vậy? Yeah. Ở đâu chị? Cái bạn đá đối diện chị. Nó yếu rồi. Em bị crash game rồi. Cứu đi để mình bắn nó. Để mình bắn giờ chứ. Nốc nó rồi. Hai bạn ơi. Cho mình qua bắn đấy luôn. Bạn bắn đồng đội mình. Bạn không biết thương hoa tiếc ngọc à? Chết thì chưa. Chết chưa còn. Chết mày chưa cho mày chưa. Nó không lại bị bắn à? Mấy thằng này không biết tương hoan tiếc cọc là gì nhở? Nó bắn rip luôn. Hai bạn ơi má. Ba thằng nhá, tầm khoảng 3 thằng nhá. Bên nhà đâu rồi? Bị out game. Bắn ở đâu ấy? Đi bịt mẹ mày chọc mù mắt tao đi. Con mẹ mày. Nó bắn mình tan mặt cái mẹ. Tìm nó đủ 4 đấy nhá.
Nhiệm vụ 4. Đủ 4. Cái là mé nó. Tao thấy rồi mà tao không đụng được gì tới tụi nó. Tao hết nước rồi nè, tao thấy nó. Có ai có nhiều ấy. Nhiều đạn 5 không? Tôi có bắn nghe. Bây giờ ông chưa chỉnh cái nghiêng để bắn á, cái xong bắn không được nè. Rồi, xin lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người. Em bị crash đi em sao? Chị chưa có chỉnh cái nghiêng để bắn á, cái xong chị không nghiêng được luôn nè. Cái lùm má nó. Ồ, bắn cái thằng ở dưới đây chưa? Mà bây giờ mẹ đang lag nên chị đừng có nghiêng. Nghiêng á, dài sao đó chị. Định công lên à hả? Qua tém. Toan. Chị thấy nó rồi. Em gặp luôn. Thấy nó luôn. Nó mặc đồ hồng. Ngạch đá. Ừ. Nó lên. Ok. Cứu đi. Chị thấy. Ui, nó lại nốc kìa. Rồi, cái con chó ghẻ này. Tức quá rồi, thấy ghét này. Cái con chó này. Mình nốc rồi, cứu đi. Ê, đừng, ngồi im để em đi cứu. Em ơi, đừng có cố, em bắn đi. Dạ, yeah. Team mình hai người nốc rồi. Ờ, em số 1 với em số 4 bắn đi. Em số 1 với em số 4 bắn đi, không có hy vọng đâu. Ui, nó chỉ còn một viên là chết này. Ê. Ma, thằng này nó chỉ còn, nó trúng một viên là nó chết. Ê, luôn đấy. Nó yếu lắm. Ui, pha này tiếc thật luôn đấy. Ui, giờ hết chưa? Chưa, vẫn còn đấy. Ồ, chị Trang đi đâu nữa rồi? Trời, mình chết. Hình như cũng còn người ấy chị. Ôi da, rồi chị cũng như vậy. Mấy thằng đồ bùi rác này. Chết mẹ em rồi mấy chị ơi. Đi bo bo chị ơi. Em đi lấy hàng. Hả? Này, em nó... đi lấy đồ, shipper gọi. Nó bầu lốt chặn, sắp đến cái kết rồi. Chết mỡ em rồi. Ui, pha đấy mình xấy Uzi như thế mà nó không chết anh em ạ, không hiểu luôn đấy. Mấy chị cắm ơi, pha đạn ảo. Anh em xem pha đấy xem, mình xấy nó tuét máu đỏ như đường đi. Là tiết canh luôn. Bây giờ hay là chị mà nó không chết. Chị cứ shipper vô chơi phụ chị đi. Hợp lý. Ôi, không nói bên kia. Luôn rồi đấy. Nữ này biết chơi đấy anh em. Đi được vòng các kiểu. Ra cam đường chạy bo của nó. Kiểu gì nó cũng phải chạy vào. Kìa, nằm. Nằm ở hướng 15. Đó, ui nó đứng dậy hết rồi. Nó chạy vào kìa, một thằng đang chạy, ba thằng đang chạy vào nhá. Lên trên cao bắn. Ui, bốn nó. Đủ 4 thằng luôn ạ. Này ngồi nó tìm bố. Khoai thật sự. Hay quá. Ôi giỏi quá.
Sao lại tụi nó té, tụi nó chạy đi đâu nhờ? Ở gốc cây vẫn còn. Đi theo em nè, theo em. Gốc cây chỗ khói vẫn còn. Vâng. Sấy thẳng vào, sấy thẳng vào gốc cây kia. Chưa, bây giờ còn vốn không, được. Gốc cây nó ngó kìa. Cố lên chị Lan ơi. Lộn. Nằm à. Đúng lộn. Ai đồ. Đi đâu rồi? Trong nhà vệ sinh. Đi đồ em. Gốc cây có 1. Tảng đá có 2. Sau nhà vậy. Sau nhà vệ sinh hả? Ừ, sau cái nhà đấy hai thằng ấy. Chỗ tảng đá, gần tảng đá. Ui, bo nó kìa. Bo nó rồi. Trời ơi, chơi này ai chơi? Mọi người ơi, đập chảo đi mọi người. Mình đập chảo đi, mình đừng bắn nhau nữa. Tụi nó chơi cái tàu đánh. Quang sờ mốc lên mà chạy vòng sát viền phẳng. Thỏ ơi. Chạy lên cái tảng đá phía trước. Đúng là anh em của tôi mà. Đấy, cái tảng đá này có chỗ make up mà. Bọn nó có mê em bắn là sao? Sao lại bắn em? Ôi. Trời, xong luôn. Khó à? Tóc 1 rồi, tóc 2 rồi, được rồi. Trời ơi. Cái chú Linh. Hai em ơi. 15 kiêu. Hai bạn ơi. Mình bắn toàn con boss này à?